Ngày xưa khi mà thầy mới thọ giới lớn, Pratimoksa, thì thầy phải tụng giới bằng chữ Hán, Classical Chinese, không có được tụng tiếng Việt. Bây giờ các thầy các cô được tụng bằng tiếng Việt. Nhưng bây giờ phần lớn ở Việt Nam, các thầy các cô vẫn tụng giới lớn bằng chữ Hán. Và người ta có cảm tưởng là tụng bằng chữ Hán thì nó linh thiêng hơn là tụng bằng tiếng Việt. Cũng như bên này tụng bằng tiếng Latin đó, nghe nó oai vệ hơn, nghe nó linh thiêng hơn là tụng bằng tiếng Pháp, tụng bằng tiếng Sanskrit hay là tiếng Latin. Và bài tựa của giới kinh đó, thầy rất là thích giới kinh giới bản Bala Dimoksa của mình tụng ở đây á, là của Pháp Tạng Bộ Dharmagupta School. Giới như hải vô nhai, như bảo cầu vô yếm, dục hồ thánh pháp tài, chúng tập thính ngã thuyết. 16 chữ. Nó có nghĩa là giới nó giống như là biển cả, nó không có bờ bến. The precepts are like the ocean without boundaries. Giới như hải vô nhai, như bảo cầu vô yếm, tức là như những cái châu báu mà mình đi tìm. Mình lên một cái núi châu báu, mình lượm được biết bao nhiêu là viên ngọc, nhưng mà lượm 3 viên chưa đủ, 5 viên cũng chưa đủ, không bao giờ đủ hết. Và giới cũng vậy, mình đi học giới, mình đi tìm cầu giới, mình không có bao giờ chán. Thì ngày xưa là một vị tỳ kheo trẻ, thì thầy đọc thầy thấy hay vậy thôi, nhưng mà thầy chưa có thấy rõ cái điều đó, chưa có thấy rõ rằng là giới là rộng lớn như biển cả và không có ngần mẹ, không có biên, không có giới hạn. Bây giờ thì thầy thấy giới không có giới hạn, nó mênh mông. Càng học thì càng thấy sâu, càng học thì càng thấy rộng. Và bây giờ thầy thấy rất là rõ là giới như hải vô nhai, tức là giới là như biển cả, nó không có bờ bến. Ban đầu thì mình nói giới cái gì mà giữ vậy? Năm giới, giới thứ nhất là không giết hại, giới thứ hai là không trộm cắp, thế đâu có gì khó lắm mà đến nỗi phải gọi là giới giống như là biển cả mà không có ngần mẻ, tức là không có biên giới, có giới hạn. Như bảo cầu vô yếm. Cố nhiên là trong chúng ta có nhiều người ưa học giới rồi, nhưng mà ưa học giới như vậy thôi, nhưng mà có mức độ nào phải thỏa mãn chứ. Nhưng mà trong cái bài tựa đấy, như bảo cầu vô yếm, tức là như là châu báu mình đi kiếm, mà kiếm được bao nhiêu cũng chưa thỏa mãn hết. Giới cũng như vậy, càng học càng thấy hay, càng học càng thấy hay. Và vì vậy cho nên khi mình học 5 giới, hay 10 giới, hay 14 giới, mà mình thấy mình đủ rồi, tức là mình chưa có tiếp xúc được với giới. Tại vì giới nó rất là sâu. Giới nó chứa đựng định và tuệ ở trong đó. Mà tuệ tức là một kho tàng hiểu biết và thương yêu. Vì cho nên mình có thể học giới suốt đời mà vẫn chưa đủ. Giới như hải vô nhai, như bảo cầu vô yếm. Giới như là biển cả không có ngần mẹ, như là núi châu báu đi tìm cầu không bao giờ biết mệt mỏi. Dục hộ thánh pháp tài, chúng tập thính ngã thuyết. Vì muốn bảo tồn cái gia sản linh thiêng đó của các vị thánh,
mà đại chúng đã quy tụ về đây để nghe tôi tụng đọc. Tại mình có một cái gia sản rất là quý báu là giới. Và nếu mà mình giữ được cái gia sản đó thì mình mãi mãi còn giàu có. Mà nếu mình đánh mất cái gia sản đó thì mình nghèo. Vì cho nên giới ở trong cái phạm vi của Phật học nó rất là quan trọng. Giới là sila. Mình sắp có giới đại giới đàn. Đại giới đàn mùa xuân mới. Và chúng ta sẽ có những người về cầu giới. Cầu giới. Sila tức là giới. Và giới nó đưa tới định. Đưa tới định. Định tức là samadhi. Và khi mà có giới và có định hùng hậu thì mình chọc thủng được cái màn vô minh và mình đạt tới cái thấy rất là sâu sắc, gọi là cái tuệ, gọi là prajna. Và như vậy trong giới nó chứa đựng định và cho nó chứa đựng tuệ. Nếu trong giới mà không có định và không có tuệ thì cái đó chưa phải là giới. Vậy vậy cho nên mình phải biết rằng giới đây nó chứa đựng định. Và trong định nó chứa đựng tuệ. Định ở đây. Và tuệ ở đây. Và nếu sau này định nó phát triển, tuệ phát triển là tại vì ở trong giới nó có định và có tuệ. Bởi vì cho nên khi mà mình giữ giới thứ nhất là không sát sanh, bảo hộ sinh mạng, thì mình phải biết rằng có định và có tuệ ở trong đó. Phải có một cái tuệ giác nào đó nó làm nền tảng cho giới. Mà trong những tuần qua chúng ta đã thấy rất rõ là tuệ là cái chánh kiến. Chánh kiến tức là cái thấy đúng. Cái thấy đúng. Right view. Mà cái chánh kiến, cái thấy đúng là cái thấy nó đưa tới sự đoàn kết, nó đưa tới sự thương yêu. Nó không có đưa tới sự kỳ thị và chia rẽ. Cái thấy đó mới là cái thấy đúng. Cái thấy đó gọi là cái thấy duyên sinh. Cái thấy tương tức duyên sinh. Tương tức. Duyên sinh có nghĩa là cái này nó nương vào cái kia mà nó bực hiện. Như là cái tay trái nó nương vào cái tay phải mới có. Không có tay trái thì không có tay phải. Và cái đó cũng là tương tức. Tay phải và tay trái nó nương vào nhau mà có. Hễ không có tay trái thì không bao giờ có tay phải. Hễ không có cái này thì không bao giờ có cái kia. Và trong kinh Đức Thế Tôn dạy rất là rõ ràng. Cái này có đó là tại vì cái kia có đó. Rất là đơn sơ. Thứ hữu tức bị hữu. Thứ hữu tức bị hữu. Tức là cái này có thì cái kia có. Cái này
có, thì cái kia có, cái này và cái kia. Thứ hỏi không có cái tay trái, làm sao có cái tay mặt được. Và ban đầu mình thấy cái tay trái, tay mặt nó giống như là mặt trời, mặt trăng nó chọi nhau. Nhưng kỳ thực nó ôm lấy nhau. Trong tay trái có tay phải, và trong tay trái, tay phải có tay trái. Hết tay phải đi đâu là có tay trái đi theo đó. Rất là hay. Nếu không có tay trái thì không thể nào có tay phải. Thì đó là cái thấy đúng cái gọi là chánh kiến. Cũng như cái mà nói là ta và người. Ta là người. I and you. Hai cái đó. Cái một và cái tất cả. Cái một và cái tất cả nhất, nhất thiết. Ở trong Đạo Buộc nói rằng cái một tức là cái tất cả. Đây là cái một, cái này là cái tất cả nhất, nhất thiết. Tại sao cái một là cái tất cả? Tại vì nhìn cho kỹ thì thấy rằng trong cái một, mình nhìn cho sâu thì thấy cái tất cả nó nằm trong đó. Và lần mai thường thường mình hay dùng cái bông hoa để ví dụ, là nhìn vào cái bông hoa này là cái một, thì mình thấy cái tất cả nó nằm trong cái một. Là đám mây này, mặt trời, trái đất này, tâm thức con người. Không có cái gì trong vũ trụ mà không có trong cái bông hết. The all is inherent in the one. Và nếu lấy cái tất cả ra khỏi thì không còn cái một nữa. Nếu cái, lấy cái tất cả ra khỏi thì không còn cái một nữa. Vì vậy cho nên cái một nó ôm lấy cái tất cả, và cái tất cả nó ôm lấy một. Ngoài cái một không có cái tất cả, và ngoài tất cả không có cái một. Vì vậy cho nên cả một, cả tất cả, hai cái đó nó nương vào phần nhau mà có. Chứ không có nói rằng có cái tất cả trước rồi mới có cái một sau, hay là có cái một trước rồi có tất cả sau. Nói như vậy đó. Một cái thấy rất là sâu sắc. Và khi mà thấy được cái tương tức á, cái này là cái kia, cái này ôm lấy cái kia, thì lúc đó mình bắt đầu thấy. Cũng như khi mình thấy giới, mà mình thấy trong giới nó có định và có tuệ, lúc đó mình bắt đầu thấy giới được. Còn thấy giới không phải là định, không phải là tuệ, thì lúc đó chưa thấy giới. Tại vì giới, định, tuệ nó tương tức, they inter are. Thì cái đó là cái tuệ giác mà mình cần phải có. Mà cái tuệ giác này không phải là nói mà nghe mà có được, mà mình phải thực tập quán chiếu. Thì một ngày kia mình thấy được. Cái thấy đó gọi là chánh kiến. Chánh kiến. Và vì vậy cho nên khi mà mình có cái thấy đó rồi á, thì cái giới nó trở thành ra một cái rất là tự nhiên. Mình thấy người đó là mình rồi, thì mình giết người đó không được nữa. Tại vì giết người đó tức là giết mình. Cũng như bây giờ mình nói có người và môi trường. Man and the environment. Và nếu mình có tà kiến á, tức là wrong view á, tức là mình nói người là một cái khác mà môi trường là một cái khác, thì cái đó không phải là chánh kiến. Và không có chánh kiến thì không có giới. Mà theo cái lời dạy của Bụt á, cũng như là theo cái thấy của các vị hiền nhân á, thì môi trường cũng là người. Người tới từ môi trường, và môi trường làm ra con người. Vì vậy cho nên mình có thể nói mình là môi trường. You are the environment. The environment is you. Và khi thấy được cái như vậy rồi thì gọi là có chánh kiến. Mà khi thấy được cái tương tức giữa mình và môi trường rồi thì mình không có thể nào làm hại môi trường. Tại vì làm hại môi trường tức là làm hại mình. Giết môi trường tức là con người giết mình. Thì bây giờ
các nhà xã hội học, các nhà khoa học đều thấy được điều đó. Thấy nhưng mà có thể thấy bằng lý thuyết mà chưa thấy được bằng cái tờ giấy. Vậy cho nên khi mà mình không có làm hại môi trường, mình giữ giới mà không hại, làm hại môi trường, mình không có giết những cái loài khác, mình không giết những người khác, là tại vì mình có cái tự giác, có cái chánh kiến. Vậy vậy cho nên nói rằng là giới là nó có tuệ trong đó, thì nó mới là giới. Chứ còn mình nói giới thứ nhất không được sắc sanh, mà nếu mình thấy cái tự giác tại sao không sắc sanh, thì mình chưa thấy giới. Có cái tự giác tương tức là nếu anh giết người đó, tức là anh giết anh đó, anh sẽ đau khổ vô cùng. Thì có cái tự giác đó thì cái chuyện không giết người mới trở thành ra một cái sự thật. Và vì vậy cho nên trong giới nó có định và có tuệ. Và vì vậy cho nên mình đi tìm giới, tức là mình tìm thấy hết tất cả định và tuệ trong đó. Vì vậy cho nên giới nó không có biên giới. Nó như là biển cả, không có biên giới. Càng học thì càng thấy sâu, càng thấy rộng. Càng học thì càng thấy ở trong giới có định và có tuệ. Mà tuệ là minh mông. Tuệ là minh mông. Mình thấy một cái hồ ao, mình thấy đã lớn rồi. Mình khi thấy dòng sông, thì thấy dòng sông nó minh mông. Nhưng mà dòng sông sánh với biển cả, nó không có nghĩa gì hết. Và vì vậy cho nên khi mà nhìn vào giới, mà nhìn cho sâu, thì thấy rằng giới nó cũng minh mông. Tại vì trong giới có định và có tuệ. Mà nếu tuệ mà mênh mông thì tình thương cũng mênh mông. Tuệ là hiểu. Mà bi là thương. Từ bi là thương yêu, trí tuệ là hiểu biết. Mà chúng ta đã học là tình thương ở trong đạo Phật á, là không có biên giới. Tình thương làm được, làm bằng bốn cái yếu tố gọi là từ, bi, hỷ và xá, gọi là tứ vô lượng tâm. Vô lượng tâm tức vô lượng là không có biên giới. Vô lượng là không có biên giới. Mà nếu tình thương không có biên giới thì cái trí tuệ mà làm ra tình thương nó cũng không có biên giới. Mà trong giới nó có tuệ. Vì vậy cho nên giới nó cũng không có biên giới. Cho nên bây giờ thầy mới hiểu rõ là giới như hải vô nhai là rất đúng. Giới luật nó như biển không có ranh giới là rất là đúng. Giới như hải vô nhai, như bão cầu vô yếm, như châu bão mà mình đi kiếm hoài, mình đi tìm cầu hoài, mình lượm được rất nhiều nhưng mà vẫn chưa chán, mình còn muốn tìm cầu nữa. Thì khi mà mình là người tu, mình đi học giới với cái tâm trạng đó thì mới đúng là người tu. Hãy nghe tới đâu có học giới là tìm tới để học với các giới sư. Các giới sư nghiên cứu giới 20 năm thì rất là giỏi. Nhưng mà sau khi giỏi rồi thì thấy rằng chưa thâm thiết vào đâu nữa. Nguyện học thêm 10 năm nữa, 10 năm nữa cũng vẫn chưa đủ. Học thêm 20 năm nữa. Thì khi mình có cái sự khao khát như vậy đối với giới thì mới là cái đó mới đúng là giới. Thành ra cách đây 25 năm mình đã nghiên cứu, mình đã tập hợp tăng thân, mình đã trình bày lại năm giới. Và lúc đó mình thấy năm giới quá hay. Nhưng mà bây giờ sau tu học rồi, 25 năm sau mình thấy rõ ràng là mình phải tu chỉnh năm giới. Tại vì năm giới phải làm thế nào để khi người ta tụng đọc lên, người ta thấy có định và có tuệ đầy đủ ở trong đó. Vì vậy cho nên trong 3-4 tuần lễ này, tăng thân ở Làng Mai là đang giúp thầy tu chỉnh lại giới thứ nhất, tức là giới bảo hộ sinh mạng, bảo hộ sự sống. Thì ngày xưa Đức Thế Tôn chế giới thì cũng có sự có mặt và yểm trợ của các thầy lớn, các sư cô lớn. Từ bây giờ mình tu bổ lại giới. Tu bổ lại giới thì mình cũng phải giúp thầy, mình phải làm việc chung với thầy, đừng có để thầy làm việc một mình, tội lắm.
Cho nên những cái buổi pháp đàm mà trong đó mình ngồi á, thì đừng có ngồi nghe không, mình phải nói cái thấy của mình về giới như thế nào. Mình phải thực sự đóng góp, mình phải nói ra. Cố nhiên là trong cái nhóm pháp đàm về giới của mình có người giỏi về cái phương diện gọi là ghi chép hay là lựa chữ để nói ra những cái tuệ giác của đại chúng, gọi là những người đó gọi là biên tập, gọi là editor. Mình tuy không phải là editor, không phải là người biên tập, nhưng mà mình có tuệ giác, mình thấy cái gì trong cái giới đó thì mình phải nói ra. Mình có công phu tu học, mình phải nói ra, mình phải đóng góp. Rồi sau này mình mới thể nói với con cháu rằng cái hồi đó đó, ngày xưa đó, tu chính năm giới có tôi ở trong đó. Nhưng mà có tôi ở trong đó, có sư bà ở trong đó, có sư ông ở trong đó. Và tôi đã tích cực đóng góp, chứ không phải là tôi ngồi tôi nghe không, và tôi tùy hỷ công đức không. Không, tùy hỷ công đức không có đủ. Phải đóng góp. Sau này hễ mà con cháu hỏi thì nó có, tôi có ngồi trong đó và tôi có đóng góp tích cực thì lúc đó mới đúng. Tên là ngày hôm nay là ngày Chủ nhật, mình tiếp tục tu chính giới thứ năm, giới thứ nhất. Và đại chúng mỗi nhóm như vậy đã công cử cái người ghi chép và biên tập. Thì tất cả những cái người mà có khả năng ghi chép và biên tập trong cái nhóm mình đã phải họp lại và sẽ lấy hết tất cả những cái tài liệu do các nhóm cung cấp để mà ngồi lại, mà cô đọng lại, mà viết thành cái giới đó. Nó không có quá dài, nhưng mà nó chứa đựng ở trong đó có định và có tuệ về cái giới không sắc sanh. Vì vậy cho nên trong cái giới không sắc sanh thì mình phải làm sao để người ta thấy rằng khi mình có cái thấy tương tức, có cái thấy duyên sinh rồi đó, thì lúc đó mình không còn kỳ thị nữa, mình không còn giáo điều nữa, mình không có giận hờn nữa. Tại vì có tuệ thì tự nhiên có sự chấp nhận và thương yêu. Và có sự tập nhận thương yêu rồi thì làm sao giết được nữa. Mình giết người đó tức là mình giết mình. Vì vậy cho nên trong cái giới thứ nhất mình phải cho người ta thấy cái nền tảng tuệ giác nó nằm ở dưới. Và chúng ta biết cái thái độ của đạo Phật đó là cái thái độ cởi mở để học hỏi, không có vướng vào một cái tư kiến, một cái chủ nghĩa, một cái lý thuyết, một cái tôn giáo. Tại vì ở ngoài đời người ta nhân danh chủ nghĩa, nhưng người ta nhân danh lý thuyết, người ta nhân danh tôn giáo, người ta nhân danh thượng đế để người ta giết người. Và trong cái truyền thống đạo Phật á, thì mình có cái sự thực tập gọi là phá chấp, tức là không vướng vào một chữ nghĩa, một lý thuyết, một cái ý thức hệ nào cả, dầu là chủ nghĩa Phật giáo hay là lý thuyết Phật giáo. Mình phải coi những cái mà Đức Thế Tôn dạy là những cái để hướng dẫn thôi, là ngón tay chỉ mặt trăng thôi, là chiếc bè để qua sông thôi, mà đừng có thờ phụng, đừng có khởi đầu một cuộc chiến tranh để mà bảo vệ cái đó, cái mà mình cho là chân lý tuyệt đối đó. Thành ra năm ngoái về Việt Nam á, thầy đã tổ chức ra những cái trai đàn chánh tế để cầu nguyện cho cả 6-7 triệu đồng bào chết trong chiến tranh Việt Nam. Và trong cái lời cầu nguyện đó mình nói ra được một câu. Mình nói ra được một câu. Và rốt cuộc cái lời cầu nguyện đó đã được đăng lên trên báo Giác Ngộ. Đó là câu trước mặt
các vị tổ tiên tâm linh về huyết thống, chúng con nguyện từ nay về sau sẽ không bao giờ khởi xướng của một cuộc chiến tranh ý thức hệ nào nữa. Câu đó rất là quan trọng, và câu đó các thế hệ bây giờ và các thế hệ tương lai phải học, là tại vì cái chiến tranh Việt Nam vốn là một cuộc chiến tranh ý thức hệ giữa chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa tư bản. Đất nước và dân tộc mình nó trở thành ra một bãi chiến trường, là tại vì mình đã một bên thì chấp nhận lý thuyết Marxist cộng sản, một bên thì chấp nhận lý thuyết nhân vị tư bản hữu thần. Và không những mình sử dụng những ý thức hệ đem từ bên ngoài vào trong nước, mà mình còn sử dụng võ khí mà đem từ bên ngoài để anh em một nhà giết nhau. Và cuộc chiến tranh đó là một cuộc chiến tranh ý thức hệ, anh em trong một nhà giết nhau vì những ý thức hệ. Vậy cho nên khi mình cuồng tín vào một cái ý thức hệ thì mình có thể giết nhau. Và tinh thần của Đạo Phật là phải cởi mở, đừng có bị vướng vào một ý thức hệ nào hết, một chủ nghĩa, một lý thuyết nào nữa. Trong đó có để rất rõ là dầu đó là chủ nghĩa lý thuyết Phật giáo cũng không có được níu lấy, cũng không có được bị kẹt vào. Cái đó gọi là non-attachment to views, là không có vướng vào một chủ nghĩa, một lý thuyết nào gọi là phá chấp. Đó là cái rất là hay của Đạo Phật. Mà vì vậy cho nên khi mà nói về giới thứ nhất phải nói tới cái đó thì mới đúng. Thứ nhất á, là phải có cái nhìn tương tức, tôi là anh và tôi giết anh tức là tôi giết tôi. Thứ hai á, là phải có cái nhìn rộng mở, là không vướng vào chủ nghĩa, không vào vướng vào ý thức hệ. Thì lúc đó thì cái mà không giết, bất không sát sanh mới đích thực là cái giới của Đạo Phật. Và trong cái giai đoạn hiện tại mình thấy ở bên Ấn Độ cũng như là ở bên Iraq, ngày nào cũng có bom nổ, ngày nào cũng có người chết. Và người ta kẹt vào trong cái chủ nghĩa, trong cái lý thuyết, trong cái tôn giáo của người ta trừng phạt nhau, người ta tự giết và người ta giết người khác. Thì làm sao khi mà mình biên tập ra cái giới thứ nhất, thì chỉ tới thứ nhất phải giống như một tiếng chuông thỉnh lên để cả thế giới thức dậy và thấy rằng mình phải giải thoát ra khỏi cái cuồng tín, cái cố chấp, thì mới có thể chấm dứt được bạo động, căm thù và giết chóc. Bởi vì vậy cho nên cái giới thứ nhất làm sao viết cho nó ngắn, nhưng mà ở trong đó nó phải chứa được những cái tuệ giác. Cái tự giác nó làm căn bản cho cái hành động. Vì vậy cho nên giới, mình nói tới giới, nhưng mà làm thế nào để khi đọc giới người ta thấy có định và có tuệ ở trong đó. Có thể là thầy trò mình trong mùa đông này có thể cống hiến được một cái giới bạn mới cho năm giới, và có thể là sẽ được sử dụng trong vòng 20 năm hay là 30 năm, và nó có thể đóng được vai trò của nó trong vòng 20 năm hay là 30 năm. Nhưng mà có thể 20 năm, 30 năm tình trạng thế giới nó sẽ đổi thay. Nó sẽ bắt buộc mình phải ngồi lại để trình bày giới bản trở lại. Tại vì giới là như vậy. Giới là phải phù hợp. Một mặt là nó phù hợp với là cái tinh thần của giáo pháp. Nó phải khí lý. Và thứ hai, nó phải phù hợp với cái tinh thần của, với cái tình trạng của thế giới gọi là khế cơ.
cái lý và cái cơ. Cái đó gọi là appropriateness. Ngày hôm nay xin đại chúng làm việc cho có phương pháp. Tức là mình đã có những cái nhóm pháp đàm, gọi là những cái nhóm giới đàm. Và trong nhóm giới đàm của mình có những người hoạt bát, những người phát biểu khá sâu sắc, có những người có khả năng ghi chép và trình bày. Thì mình phải yêu cầu những người đó đi gặp những cái vị tương đương của họ ở trong các nhóm khác, rồi lập thành một cái ban biên tập làm việc. Và thầy sẽ trao cho các vị đó tất cả những cái tài liệu, những cái kết quả của buổi pháp đàm tuần trước để quý vị sử dụng mà viết mà trình bày ra cái giới thứ nhất như là mình mong muốn. Và cái giới bản đó là do cái tuệ giác chung của tất cả thầy trò huynh đệ làm ra. Và đó có thể là một cái phẩm vật mà mình cúng dường Tam Bảo trong cái dịp cuối năm, trong cái dịp Noel, trong cái dịp đầu năm này. Trong những tuần qua thì mình đã có thử đưa ra cái thấy, cái kiến này. Cái thấy. Ba cái thấy. Trước hết là cái thấy của tôn giáo. Thì quý vị đã có cái bản đó rồi. Đánh máy xuống. Và mình đã có một cái đoạn văn nói về cái thấy của khoa học. Cái thấy khoa học về vũ trụ và vạn hữu. Và cuối cùng mình đã có một cái đoạn văn nói về cái thấy của Phật giáo. Cái thấy Phật giáo nói về tâm và nói về nghiệp. Thì mỗi người trong chúng ta phải có ba cái văn bản đó. Ba cái văn bản đó nó tượng trưng cho ba cái thấy. Một cái thấy về tôn giáo, một cái thấy về khoa học và một cái thấy về Phật học. Phật học nó có thể gọi là đạo học nhiều hơn tôn giáo. Tại vì trong Đạo Phật không có nói đến một đấng tạo hóa. Nếu mà Thượng Đế, God, được nhận thức như là như là nền tảng của hiện hữu, nếu Thượng Đế được nhận thức như là thực tại tối hậu, như là chân như, như là Niết Bàn, thì trong Đạo Phật có Thượng Đế. Nhưng mà Thượng Đế như là một con người có bộ râu dài đứng ở trên trời sáng tạo ra vạn ra con người và sự vạn vật, thì trong Đạo Phật không có Thượng Đế đâu. Và bây giờ người ta có thể nói rằng là tâm linh đó, spirituality, có thể là không có mặt Thượng Đế cũng có thể có một nếp sống tâm linh được, gọi là spirituality without God. Nhưng mà nó tùy theo cái chữ God đó mình hiểu như thế nào, mà nói rằng trong Đạo Phật có God hay là không có God. Nếu nói rằng con người được sáng tạo ra với hình ảnh của Thượng Đế, thì ở trong Đạo Phật không có chủ trương như vậy. Nhưng mà nếu nói Thượng Đế là thực tại tối hậu, là nền tảng của tất cả, thì có thể có Thượng Đế. Nói như vậy.
Thầy có đề nghị ra một cái văn bản, nó chừng mười mấy dòng thôi, nói về cái thấy của Đạo Phật. Và cái thấy Đạo Phật này cũng chẳng qua chỉ là một cái ngón tay chỉ mặt trăng hay là cái bè để qua sông. Quý vị có thể viết ra cái khác. Và cái thấy của Đạo Phật có thể có tiến bộ trong tương lai. Mình có thể trình bày nó hay hơn. Cũng như khoa học á, cái thấy mà đại diện cho khoa học này á, có thể là nó không có hợp thời nữa. Và trong khoa học đó, có những người đã đi rất là xa và có những người đi phía sau. Và những người nhà khoa học đi phía sau và những người khoa học đi trước, họ rất là chống đối nhau. Họ có những cái thấy rất là khác. Vì vậy cho nên cái thấy khoa học nó cũng đang đi tới. Cái thấy về tôn giáo cũng đang đi tới. Và cái thấy của Phật học cũng phải đang đi tới mới được. Tại vì sao vậy? Nếu tình yêu, nếu thương yêu là một cái gì không có biên giới, thì trí tuệ cũng vậy, tuệ giác cũng vậy, cũng phải là một cái gì không có biên giới. Và vì vậy cho nên ta không có nói rằng cái thấy tới đó là chấm dứt. Và vì vậy cho nên ở đây, nếu mà trong chúng có những nhà thần học, theologian, thì hãy tư duy, hãy tìm kiếm và đưa ra một cái thấy mới của tôn giáo về vũ trụ vạn hữu. Tại vì cái thấy mà lâu nay mình sử dụng để làm nền tảng cho đạo đức, cái thấy đó có thể nó xưa rồi. Dưới ánh sáng khoa học thì cái thấy đó nó cần phải sửa đổi lại. Cái thấy của Đạo Phật á, là chủ thể và đối tượng nhận thức phát hiện từ tâm thức theo nguyên lý tương tức. Both subject and object of perception manifest from consciousness according to the principle of interbeing. Đi đâu cũng gặp tương tức hết á. Chủ thể đối tượng, chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức không phải là hai cái tách biệt nhau ra mà có. Chủ thể ôm lấy đối tượng và đối tượng ôm lấy chủ thể. Cũng giống như cái bông này nó ôm lấy vũ trụ và vũ trụ này ôm lấy cái bông. Nó không thể tách rời ra nhau. Đó là cái thấy của Phật giáo. Bởi vì vậy cho nên có người có mặt trong tạo vật và trong vạn vật và vạn vật có mặt trong con người. Tức là con người có mặt trong môi trường và môi trường có mặt trong con người. Con người và môi trường tương tức, rõ ràng là nó rất là trung thành với cái thế tương tức. You contain the environment. The environment contains you. You are the environment. Đó là cái thấy Đạo Phật. Và Đạo Phật có đi xa hơn. Trên phương diện hình tướng
thì giống như có sinh, có diệt, có không. Nhưng mà trên phương diện bản tính đó, thì không có sinh, có diệt, có không. On the phenomenal, there seem to be birth, death, being and non-being, but ontologically, these notions cannot be applied to reality. Cái nó rất rất là Phật. Và đây là cái cách của một người diễn tả thôi. Quý vị nghiên cứu và thực tập đạo Phật, quý vị có thể có những cách diễn tả hay hơn. Thì ở trong lĩnh vực khoa học cũng vậy. Nếu quý vị là nhà khoa học, ở trong này thế nào cũng có những nhà khoa học, những nhà astrophysicist hay là những nhà nuclear physicist, thì quý vị biết rằng là khoa học cũng đang đi tới. Và khoa học đã bỏ xa những kiến thức cổ điển phía sau lưng, đang tìm cách phá chấp để thoát ra khỏi những cái kiến thức đó, để đi tìm những kiến thức mới. Và có những nhà khoa học tới rất là gần, bắt đầu có cái thấy nó gần giống như là bên Phật, bên Phật giáo. Họ đã bắt đầu thấy cái vũ trụ kia là tâm của họ. Họ đã bắt đầu thấy những cái lượng tử, những cái quăng ta kia là tâm của họ. Trước hết là tâm của họ. Cho nên cái sự đối thoại giữa các nhà khoa học mới với các nhà đạo học, nó đã bắt đầu từ mấy chục năm nay rồi. Và đó là một chuyện rất là hào hứng. Nếu các nhà khoa học làm việc chung với các nhà Phật học, các nhà khoa học biết ngồi thiền và sử dụng cái dụng cụ gọi là tâm, thì các nhà khoa học có thể thành công mau hơn. Tại vì các nhà khoa học họ có những cái dụng cụ rất là tinh xảo. Họ có những cái dụng cụ rất là đắt tiền, như những cái accelerator, ở bên Thụy Sĩ đó, rất là mắc tiền. Nhưng mà trong Đạo Phật nói rằng là cái dụng cụ quan trọng nhất là cái tâm của mình. Mà khi cái tâm của mình nó còn bị những cái phiền não, tham sân si nó làm cho đục đó, thì cái dụng cụ đó chưa có thể đạt tới cái thấy sâu sắc. Và vì vậy cho nên khi mà cái tâm của mình mà mình tinh lọc, mình lấy ra những cái bụi bặm về tham sân si đam mê rồi, thì cái tâm mình nó trong sáng. Và với cái tâm sáng đó thì nhìn thấy rõ hơn. Vì vậy cho nên nhà khoa học cũng phải là một nhà đạo học thì mới có thể thành công được mau chóng và dễ dàng hơn. Nhà khoa học không có thể chỉ dùng cái trí năng mà phải dùng luôn cả cái trái tim của mình. Và tất cả đều vận hành theo luật tương quan, tương duyên, trùng trùng duyên khởi, nhưng vẫn có tự do ý chí, vẫn có khả năng chuyển nghiệp, vẫn có nguyên tắc xác suất. The dynamic consciousness is called Dharma energy. Everything evolves according to the principle of interdependence, interbeing. But there is free will and the possibility to transform, and there is probability. And the one affects the all affects the one. Cái tất cả nó có tác dụng trên cái một, và cái một có tác dụng trên cái tất cả. Thì câu nào nó cũng có cái tự giác tương thức ở trong đấy. Và theo thầy thì cái nguyên tắc tương thức nó rất là một nguyên tắc rất là khoa học. Có chánh kiến thì hành động mới đưa tới giảm thiểu khổ đau và kiến tạo an lạc. Right view allows right action, leading to the reduction of suffering and the increase of happiness.
Vậy vậy cho nên trong cái nền đạo đức học Phật giáo, chánh kiến rất là quan trọng. Chánh kiến nó đưa tới chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp. Và có một điều nữa là hạnh phúc và khổ đau cũng có bản chất tương tức. Happiness and suffering inter are, tức là trong hạnh phúc nó có khổ đau và trong khổ đau nó có hạnh phúc. Hạnh phúc và khổ đau nó làm ra nhau. Cái đó cũng là cái nhìn tương tức mà có thể các nền đạo đức học khác không có chú ý. Nhưng mà đạo Phật mà không có cái đó thì chưa phải là cái nền đạo đức học Phật giáo. Và cuối cùng, thực tại tự thân vượt ngoài ý niệm thiện ác và chính tà. Có nghĩa là những quan niệm chính và tà, phải và trái, đúng và sai, nó có giá trị tương đối thôi. Nó có hai cái lĩnh vực. Một lĩnh vực là thiên nhiên, gọi là tự nhiên giới. Tự nhiên giới tức là lĩnh vực của thiên nhiên, nature. Và nhân sự giới tức là lĩnh vực của con người. Thế tại vì có lĩnh vực nhân sự giới, có những khổ đau, có những hạnh phúc. Vì vậy cho nên phải thiết lập ra cái gì là chánh, cái gì là tà, cái gì là tốt, cái gì là xấu. Những cái đó nó có một cách thực dụng. Và nó chỉ có giá trị tương đối thôi. Đừng có bám lên nó, cho nó là tuyệt đối. Chánh, tà, tốt, xấu, nó chỉ có giá trị tương đối thôi. Mình đừng có bám lên nó mà cho là tuyệt đối. Cái này rất là quan trọng. Là tại vì khi mà lên tới cái lĩnh vực gọi là thực tại tối hậu, ultimate reality, thì không còn đúng sai, tốt xấu, chân và ngụy nữa. Và vì vậy cho nên cái mà gọi là niết bàn á, nó vượt thắng ý niệm tốt xấu, có không, thiện và ác. Niết bàn không phải là thiện. Niết bàn không phải thiện mà cũng phải là ác. Thiện ác là những cái ý niệm của mình sử dụng ở trong nhân sự giới thôi. Còn niết bàn nó không có thiện, không có ác gì hết. Nó vượt thoát thiện ác. Cũng như là cái ý niệm về trên dưới. Trên tức là trên cái gì, và dưới tức là dưới cái gì. Mình đang ngồi đây ở bên nước Pháp thì cái đầu của mình nó hướng về cái phía trên, và mình nghĩ là cái dưới này là dưới. Nhưng ở Việt Nam bây giờ họ ngồi chống ngược đầu, thì cái mình cho là trên này là cái dưới của họ. Vì vậy cho nên cái trên dưới đó nó không có áp dụng được cho vũ trụ, nó chỉ áp dụng được vào cho trái đất thôi. Và vì vậy cho nên đừng có bị kẹt vào cái trên, cái dưới. Thì pháp thân cũng vậy. Nói là pháp thân thanh tịnh là nó sai. Thanh tịnh pháp thân là sai. Pháp thân nó cũng không thanh tịnh mà nó cũng không có ô nhiễm. Nói pháp thân là ô nhiễm, nó đã sai rồi. Mà nói pháp thân thanh tịnh cũng sai nốt. Cho nên khi mà Tuệ Trung Thượng Sĩ được để tự hỏi pháp thân thanh tịnh là cái gì, thì Ngài nói bãi cực trâu, nước đáy bò. Ngài nói như vậy để cho người ta thoát ra khỏi cái ý niệm thanh tịnh và
và ô nhiễm. Vậy thì cái điều thầy muốn nói là nếu quý vị là nhà tôn giáo, nhà thần học, nếu quý vị là một nhà Ấn Độ giáo, quý vị là một nhà Do Thái giáo hay là một nhà thần học Cơ Đốc giáo, thì quý vị phải biết rằng cái thấy của mình về vũ trụ vạn hữu, mình có thể đi tới được, mình có thể đưa đi tới được, mình có thể vượt cái thấy cũ đi tới một cái thấy mới, và mình có thể mình có thể đưa cái truyền thống của mình đi tới để cho nó gần với khoa học hơn. Và Đức Đạt Lai Lạt Ma, Ngài cũng đã nói như vậy. Ngài nói, nếu mà tôi thấy cái gì trong Đạo Phật mà nó trái chống với tinh thần khoa học mới, tôi sẵn sàng buông bỏ những cái đó. Cái đó là thái độ phá chấp. Có can đảm buông bỏ những cái mà mình tìm ra là không có đúng. Và thái độ đó là thái độ rất là khoa học. Và cái hôm mùng 1 tháng 10 năm 2008 ở tại Thủ Bút Nô, New Delhi đó, thì tôi có giảng một bài để kỷ niệm Thánh Gandhi, gọi là Gandhi Memorial Lecture. Thì tôi có trích một cái đoạn mà Mahatma Gandhi đã nói vào ngày 9 tháng 4 năm 1933 trong cái tạp chí gọi là Harijan. Thánh Gandhi đã nói rằng, trong khi tôi đi tìm sự thật á, trong quá trình đi tìm sự thật của tôi á, thì tôi đã bỏ được rất nhiều cái tư kiến để có thể học được những cái thấy mới. In my search after truth, I have discarded many ideas and learned many new things. Chứng tỏ rằng Mahatma Gandhi là một người có thái độ phá chấp, không có chín vào những cái kiến thức cũ. Mà Mahatma Gandhi đâu phải là người Phật tử, ông là người Ấn Độ giáo. Nhưng trong cái truyền thống đó cũng có cái sự vươn tới, và đây là tinh thần khoa học. Thì nếu chúng ta là người Cơ Đốc giáo, người Do Thái giáo, chúng ta cũng có thể có được cái thái độ đó. Chúng ta có thể bỏ được những cái kiến thức cũ để có thể có cơ hội có những kiến thức cao hơn. Tuy tuổi tôi đã già, nhưng mà tôi có cảm tưởng là tôi vẫn còn đang còn lớn lên trong cái nếp sống tìm hiểu trí tuệ. All as I am in age, I have no feeling that I have ceased to grow inwardly. Tôi là già như vậy rồi, nhưng mà tôi có cảm tưởng là tôi chưa bao giờ ngừng học hỏi hết. Mà tôi vẫn tiếp tục lớn lên trong đời sống tinh thần của tôi. Và tôi có cảm giác rằng dầu cho thân thể này nó có tàn hoại đi nữa, thì cái sự tìm học của tôi, cái sự lớn lên của tôi về tinh thần, nó cũng không có chấm dứt ngay lúc đó. Nó vẫn tiếp tục. Or that my growth will stop at the dissolution of the flesh. Và chứng tỏ rằng Mahatma Gandhi không có bị kẹt vào cái thấy, gọi là cái đoạn kiến.
Đoàn kiến tức là nghĩ rằng sau khi xác thân này tan hoại thì không còn có gì tiếp tục được nữa, không có gì tiếp tục nữa, con người mất. Mà Mahatma Gandhi nói rằng sau khi xác thân này tan hoại, tôi vẫn tiếp tục học hỏi. Tôi vẫn tiếp tục học hỏi để lớn lên và tôi có thể buông bỏ được những cái cũ để thấy được những cái cao hơn. Và như vậy Mahatma Gandhi cũng thoát được ra khỏi cái đoàn kiến. Thì trong cái câu này nó chứng tỏ Mahatma Gandhi có hai cái đức. Cái đức thứ nhất là có khả năng buông bỏ tư kiến. Và khả năng thứ hai là vượt được cái tà kiến, gọi là đoàn kiến, là sau khi chết thì con người không còn nữa. Mà còn nhiều nhà khoa học đang bị kẹt vào hai cái đó. Ngay những nhà khoa học cũng đang bị kẹt vào hai cái đó, mà Gandhi không bị kẹt. Mà hai cái này nó rất là quan trọng trong đạo Phật, tức là phá chấp, tức là có khả năng buông bỏ kiến thức. Và thứ hai, không thấy rằng không bị kẹt vào cái đoạn kiến. Chúng ta phải đi tới một chút, bắt đầu nói về cái giới thứ hai. Dầu là chúng ta đang làm việc về cái giới thứ nhất, tại vì chúng ta chỉ có 3 tháng thôi mà. Cái giới thứ hai là thực tập chia sẻ tài vật của mình với những kẻ thiếu thốn, không có chiếm đoạt, không có lường gạt, trộm cướp và gây ra bất công xã hội. Thì cái giới thứ hai này cũng phải chứa đựng cái tuệ giác tương tức. Và khi mà quý vị trình bày cái giới thứ hai thì quý vị phải trình bày như thế nào mà trong đó có tuệ giác tương tức. Sự đau khổ của người kia là sự đau khổ của mình. Sự đau khổ, sự tàn hại của môi trường tức là sự tàn hại của con người. Cái đó phải nằm ở trong giới thứ hai. Giới thứ hai là không trộm cướp, là chia sẻ thì giờ và tài vật của mình đối với những kẻ thiếu thốn. Chúng ta thấy đối tượng của giới thứ hai là diệt trừ cái tham nhiều hơn. Diệt trừ cái tham, tham dục nhiều hơn. Trong giới thứ nhất là không sát sanh á, nó cũng diệt trừ tham. Tại vì tham mà chúng ta giết người, chúng ta xâm chiếm nước khác, chúng ta ham những cái tài liệu, tài nguyên thiên nhiên của cái nước đó, cho nên chúng ta tới xâm chiếm nước đó. Và chúng ta muốn có thị trường để tiêu thụ hàng hóa của chúng ta, cho nên chúng ta xâm chiếm cái nước đó. Thành ra trong cái giới thứ nhất, nó cũng đối trị với tham. Cái giới thứ hai cũng có đối trị với tham. Là tại vì tham mà ta muốn chiếm đoạt. Tại vì tham, ham giàu, ham thành công mà chúng ta tàn hại môi trường. Và cái tham này, cái đối tượng của nó tức là tài sản, sự giàu có. Và khi mà chúng ta đi sang giới thứ ba là không tà dâm á, thì cũng là tham, nhưng mà cái tham đó là tham sắc dục. Thành đối trị với tham là cả năm giới đều đối trị với cái tham hết. Cũng là năm giới là đối trị với cái sân hết. Tại cái giới thứ nhất, giết hại nó có sân hận ở trong đó. Vì sân hận cho nên giết hại.
Và si tức là thiếu cái tuệ giác, thiếu tuệ giác tương tức, cho nên mới giết, cho nên mới chiếm đoạt. Và vì vậy cho nên chúng ta thấy rõ ràng rằng năm giới nó liên hệ với nhau, năm giới nó tương tức. Và nếu chúng ta thực tập được một giới cho tuyệt hảo thì tự nhiên bốn giới kia nó cũng được tuyệt hảo, rất là hay. Và vì vậy cho nên khi mà chúng ta trình bày giới thứ hai, tức là giới không có trộm cướp, giới chia sẻ tài vật và thì giờ của mình, năng lượng của mình đối với những kẻ thiếu thốn, chúng ta phải trình bày như thế nào để cho người ta thấy rằng người kia, người mà mình đang bóc lột, người mình đang muốn chiếm đoạt chính là mình. Và cái kho tài nguyên thiên nhiên kia, cái môi trường kia mà mình đang khai phá, mình làm ô nhiễm cũng chính là mình. Mình là môi trường. Phải thấy được như vậy thì cái giới thứ hai mới đủ sâu. Thành quý vị phải trình bày như thế nào để người ta thấy được cái tính tương tức giữa mình và người kia, cái người mà mình muốn chiếm đoạt, muốn khai thác. Cái tính tương tức giữa mình và môi trường, thì lúc đó cái giới thứ hai mới đúng là cái giới của Bụt. Phải có cái tự giác tương tức. Ví dụ mình nói con nguyện nhìn sâu để thấy được rằng hạnh phúc và bệnh và khổ đau của kẻ khác nó có liên hệ tới hạnh phúc và khổ đau của chính con. Con nghĩ rằng con phải giàu, con phải thì con mới hạnh phúc, nhưng mà cái giàu của mình có thể nào làm được xây dựng trên cái nghèo của người khác. Và con người nhìn sâu để thấy được rằng hạnh phúc và khổ đau của kẻ khác có liên hệ tới hạnh phúc và khổ đau của chính con. Rằng hạnh phúc chân thật và sự bình an không thể nào có được nếu không có hiểu biết và thương yêu. Tại vì có những cái thấy cho rằng là khi nào mình có bốn cái đó, tức là tiền tài, danh vọng, quyền lực và sắc dục là có hạnh phúc. Có rất nhiều người nghĩ như vậy. Vì vậy cho nên trong cái giới này phải làm sao cho người ta thấy rõ ràng nếu không có hiểu và thương thì không có hạnh phúc được. Dù anh có rất là nhiều tiền tài, danh vọng, quyền lực và sắc dục, mà nếu anh có hiểu và anh không có thương, anh có thể đau khổ vô cùng, anh có thể tự tử. Vì vậy cho nên hiểu và thương là nền tảng của hạnh phúc, phải cho người ta thấy để người ta đi tìm hạnh phúc về cái hướng đó và đừng có chạy theo cái hướng dục vọng, thì cái lúc đó cái giới nó mới thiệt là giới của Phật. Rằng hạnh phúc chân thật và sự bình an không thể nào có thể có được nếu không có hiểu và thương. Rằng tiền bạc, danh vọng, quyền hành và sắc dục có thể đem lại nhiều hoạn nạn. Và khi đã chế tác được hiểu biết và thương yêu, con có thể tự giúp mình và giúp kẻ khác vượt thắng khó khăn, sợ hãi và làm lớn lên hạnh phúc. Con nguyện quán chiếu để thấy được con trong môi trường và môi trường trong con, và làm hại môi trường, tức là làm hại chính con. Có những cái như vậy thì nó mới tạm đủ. I am determined to practice deeply to see that both happiness and suffering of the other person have much to do with my own suffering and happiness. That true happiness is not possible without understanding and love. And running after wealth, fame, power or sex, I could bring about much suffering and despair.
và hạnh phúc là mục đích của mình. Tuy rằng tất cả mọi người đều phải cố gắng để vượt thắng nghèo khổ, nhưng mà hạnh phúc không có thể đi tìm trong cái hướng đam mê và dục lạc. Cái hôm ở New Delhi thì thầy cũng có nói cái quan điểm của Gandhi về hạnh phúc và dục lạc. Và thầy đã trích dẫn câu này của Thánh Gandhi: "Our ancestors set a limit to our indulgences." Tổ tiên của chúng ta đã biết dừng lại thực tập tri túc. Không có ăn chơi thả cửa, không có không có hưởng thụ, không có đi sâu vào con đường hưởng thụ. Tổ tiên của chúng ta đã biết thực tập tri túc để đừng có đi sâu vào cái chuyện ăn xài hưởng thụ. They saw that happiness was largely a mental condition. Tổ tiên của chúng ta đã thấy được rằng hạnh phúc nó tùy thuộc vào cái nhận thức của ta, cái tâm của ta. Nếu tâm có hiểu và có thương thì có hạnh phúc. Và a man is not necessarily happy because he is rich or unhappy because he is poor. Không hẳn là khi giàu mà người ta có hạnh phúc đâu. Và không hẳn là khi người ta nghèo mà người ta khổ đau đâu. Đó, những người mà sống tri túc, nghèo khổ có thể nhất là cái nếp sống tri túc đạm bạc mà mình muốn đó, voluntary poverty đó, thì những người đó họ có hạnh phúc rất là nhiều. Tri túc không có xài nhiều, không có lương tiền, không có xài nhiều, nhưng mà có thể cười suốt ngày, vui suốt ngày, thương suốt ngày. Vậy cho nên câu này rất là đúng. Một người không hẳn, một người giàu không hẳn là đã có hạnh phúc, và một người nghèo không hẳn là đã đau khổ. Observing all this, our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasures. Cha ông của chúng ta thấy được như vậy, cho nên đã tìm cách ngăn chúng ta, đừng để cho chúng ta đi vào trong cái sự hưởng thụ dục lạc. Hưởng thụ dục lạc có thể đem lại rất là nhiều khổ đau. Thì cái tuệ giác này nó là tuệ giác chung, chứ không phải là chỉ có Đạo Phật mới có. Trong trường thống Cơ Đốc cũng có, trong trường thống Do Thái cũng có, trong trường thống Ấn Độ giáo cũng có. Và vì vậy cho nên mình phải có cái tuệ giác này, phải chỉ cái tuệ giác này trong cái giới bản. Và khi mà đọc giới bản rồi, mình thấy rõ ràng rằng nếu mà không có pháp đàm, nếu không có học hỏi thì không có thể nào hiểu sâu được cái giới bản đó. Cho nên khi mà quý vị thọ năm giới xong á, là phải về, phải phát nguyện học hỏi. Học hỏi một giới thôi cũng được. Và giới đó nó như là biển cả, không có ngần mẻ, không có boundaries. Và càng đi sâu vào cái giới đó thì càng sâu. Và trong đó có cả một cái đại dương của tuệ giác, đại dương của tình thương ở trong đó. Và làm thế nào để trong năm giới, giới nào cũng chứa đựng được cái biển tuệ giác mênh mông của Đạo Phật và cái tình thương mênh mông của Đạo Phật thì mới được. Có một vị thiền sinh hôm qua viết thơ cho thầy: con có việc, con phải về bữa thứ ba. Thành ra con rất là tiếc, tại vì con tới lần mai với cái ý muốn thọ năm giới.
Rồi xin thầy làm sao để con có thể thọ năm giới trước ngày thứ ba. Ngày thứ ba con phải rời. Thế là thầy mới giao cái thơ đó cho thầy Pháp Đô, yêu cầu thầy Pháp Đô tổ chức làm sao để cho cái vị đó sáng thứ hai này, tức là sáng ngày mai, có thể thọ được năm giới trước khi trở về. Và thầy Pháp Đô đã từ bi, đã sắp đạt được là sẽ có năm sau thầy tổ chức trường giới cho vị thiền sinh đó. Và cái tâm cầu giới nó như vậy. À, tại vì biết rằng giới là có châu báu ở trong đó. Có châu báu ở trong đó. Và khi mình có giới thì mình có tất cả. Tại vì trong giới nó có tam bảo, nó có buộc, nó có pháp, nó có tăng, nó có giới, có định, có tuệ. Vậy vậy cho nên người mà trì giới là luôn luôn được bảo hộ, không có cần phải sợ hãi nữa. Người mà có giới thân á, the Sila body, người đó luôn luôn được bảo hộ bởi tam bảo, bởi năng lượng của giới định tuệ. Và vì vậy cho nên tất cả chúng ta ai cũng phải cầu giới bằng tất cả trái tim của mình. Nhưng có các vị khác ở luôn tới hết khóa tu mùa đông, thành là có thể thọ giới ở đại giới đàn được, đại giới đàn mùa sang mới được. Nhân dịp cuối năm thì những bát nhã được đọc rồi mà tại sao mới sao mà chưa được đọc, sao thường cũng chưa được đọc. Thành ra thầy mong rằng các thầy các sư cô quý vị Phật tử đọc xong thì ráng dịch ra tiếng Anh cho các bạn mình được đọc tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức. Và thầy cũng có những cái báo cáo của cái giới đàm hôm thứ năm và thầy sẽ trao.